Được quay phim luôn kìa. Nói lấy cái dù xuống nè, thôi chụp nè. Số 3 mới hay nhìn đúng rồi, số 3 yeah, xuống nhận quà, xuống nhận quà. Trời ơi, thấy số 3 là chuyển giọng. Trứng hả? Trứng nào đẹp? Khoan. Rồi cho em xin trứng hả? Trứng hả? Nè. Trứng này. Nè. Đây.
Số 3 đúng không? Yeah. Nhìn số 3 có diễn giọng mà. Ủa sao anh hai biết là số 3 vậy? Không có số mấy quay. Thôi xuống coi kỹ lại. Số 3. Number 3 đó. Số 3 ấy chứ. Số 3 cái đá mình là lòng nhất chúng cái 3 là xà đéo. Khôn. Có
ngay bây giờ đây trên sân khấu thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng với những kỹ năng rất là tuyệt vời của một vận động viên chúng tôi với bộ môn chơi xa kép rất là xuất sắc của mình. Vâng, và ngay bây giờ đây thì vận động viên sẽ đem đến cho quý vị chúng ta màn trình diễn đầu tiên trên chiếc xa kép với những kỹ năng đầu tiên rất là mạnh mẽ thưa quý vị. Và tiếp theo sẽ là xoay tròn 360 độ trên xa kép thưa quý vị, một trong những kỹ năng đòi hỏi sự dẻo dài cũng như một kỹ thuật rất là tuyệt vời. Không chỉ dừng lại đó, ngay bây giờ sẽ là màn trình diễn chống đẩy trên xa kép thưa quý vị, rất xuất sắc. Và vì chúng ta chỉ được nhìn thấy những màn trình diễn này ngay tại sân khấu trên đạo kỳ chúng tôi mà thôi. Và chúng ta dành một chỗ tay thân tâm nhiên dành cho vận động viên rất xuất sắc chúng tôi thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với bàn kỹ rất là đáng yêu này. Và ngay bây giờ đây thì bàn kỹ chúng tôi sẽ đến cho quý vị chúng ta màn trình diễn thể hiện tài năng và sự khéo léo của mình qua kỹ năng trong đầu hất gạch. Và với kỹ năng này thì bàn kỹ chúng tôi phải phối hợp rất là nhịp nhàng với đôi bàn tay và toàn bộ cơ thể của bàn kỹ chúng tôi. Vâng, và rất thành công đã thực hiện quá xuất sắc màn trình diễn trong đầu hất gạch thưa quý vị. Và tiếp theo sẽ là thử sức dựng thanh kiếm của nghệ sĩ Quốc Trường. Và bây giờ sẽ là wow, hãy thực hiện lại một lần nữa nào bạn kỹ ơi. Hãy tập trung bởi vì đây là một trong những động tác rất khó thưa quý vị, trong cái chuối rất cao trên hai thanh kiếm. Một lần nữa nào, rất tuyệt vời. Một chỗ này thân công nhiên thưa quý vị. Yeah. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy theo dõi màn trình diễn trong đầu trên ghế. Vâng thưa quý vị khán giả, để có thể cho bạn kỹ chúng tôi có thể thực hiện được những màn trình diễn rất khó và phức tạp như thế này thì nghệ sĩ Phương Trường đã phải rất kiên trì tập luyện, có sự tỉ mỉ và chu toàn quên thì mới đem đến quý vị chúng ta những màn trình diễn tuyệt vời đến như vậy. Vừa rồi thì quý vị chúng ta được chiêm ngưỡng màn trình diễn trong đầu trên ghế lên, một trong những kỹ năng rất khó thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là tư thế ghế cuối cùng, rất tuyệt vời, một chỗ này thân công nhiên nữa thưa quý vị. Đến nhà chơi. Quá đẹp. Dạ dạ dạ. Quá đẹp luôn. Dạ chuẩn. Quá. Bơi. Chìm ơi. Chìm. Chìm liếm. Mát quá. Nè, bây giờ em theo trái banh á, quăng ông ăn mã mới vô. Anh bị cởi áo. Anh bị cởi mã áo luôn, trời luôn. Đừng bơi sai nha. Chạy lại chạy ngựa đi, chạy ngựa chân thay quay đi, chạy ngựa. Chạy ngựa đi. Tôi chân chạy chân chạy chân chạy. Chạy ngựa nè. Đó, giỏi chưa, đó, giỏi chưa. Bơi, ọc nước vô miệng. Đừng lắp chưa rồi. Chơi kìa, bơi hả? Đúng rồi đó, bơi kìa. Bơi, 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 bơi. Tại đâu, bơi, bơi. Bơi đi. 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 Bơi đi.
Quên, đúng rồi. Ôi. Đấy, mát quá đi. Ngâm. Rồi. Đây là. Quá chắc luôn. Gì vậy? Ối à? Đứng xíu, đợi xíu. Để gì hoài. Quay hả? Dạ. Chị không chưa làm quá giỏi chưa? Dạ, đi coi. Video. Cứ mời đây, cười vậy. Nó kêu mẹ nó ra lặn ở dưới nước đây. Thank you.